Hello anh em, lời nói đầu tiên chúc anh em dễ xử lý nha. Hôm nay mình về được 4 cây mai vàng dán thú anh em, 3 cây dán thú, 1 cây dán thú bay ha. Có thằng bay đẹp, mình có mã số anh em. 4 cây cũng khá, giá cũng mềm cho anh em chơi ha. Cây số 1 dán thú, đây này khéo anh em. Đây là hoành cố em nói nghe eo là 24. Chiều cao nó là 41. Cây số 2 hoành cố em nói là cây số 2 hoành cố nó là 28. Cây này cũ nhưng mà đẹp quá nha anh em. Cây số 1 của mã số 3,5 triệu nha. Bến này bến sông nước hữu tình ha anh em. Cây số 2 có cây tử đẹp ha. Giá của nó cũng 3,5 triệu. Còn mã số là số 2. Cây số 3 mình thú mà có cầm bay ha anh em. Giá của nó 3 triệu. Cây số 4 giá của em nó 2,5 triệu nha. Rồi rồi, chúc anh em dạng xử nhí nha.